chào mọi người, bữa nay mẹ trốn xong Easter egg chỉ con phải tìm. Trốn hả? Mẹ giấu. Mẹ giấu rất là nhiều trứng. Mẹ kia tìm bây giờ có tổng cộng 17 cái trứng nha. Ok. Giấu vòng vòng trong vườn nhà mình. Giờ bạn đi kia tìm đi. Các bạn này kia có thấy không? Không. Yeah. Ai cái đầu tiên, 1 2 What is that? 3 What is that? 4 5 Còn nước, còn nước. Ai, không có lấy nó được. Ai. Sáu. Ai. Bảy. Tám. Chín. Ôi, cũng hay quá nha. Không có tìm được nữa. Nè, giờ dòng cái băng này có nè. Ui. À, tiếp tục coi. Lúc up nè, lúc up nè. There's a balloon. Gì mà nó không thấy, gì mà nó không thấy cái chân trước mặt luôn mà nó không thấy kìa. Coi nè chồng. The big egg. Yeah. À. Rồi tìm tiếp nè, tìm tiếp nè. Mấy cái vậy? Mẹ không biết nãy giờ con tìm được nhiêu rồi. Còn nữa. 11 rồi phải không? 17 lần đó, còn nhiều. 6 nữa. 6 lần đó hả? 11 rồi. Đó, vòng vòng đây nè, vòng vòng đây nè. Vòng vòng cái băng này nè, cái xích đu này nè. Vòng cái xích đu này nè. Hey. Hello. 12. 12. Còn nữa. Ôi, tôi nói dòng cái xích đu này mà nó tìm không gặp đó. À. Thua rồi, Nikki thua rồi. Ôi ơi. Mẹ giấu gì mà không tìm được. Chú dễ gì mà không tìm được. Nói con đi. Nói con đi, nói rồi, nói ngay cái xích đu này nè mà không tìm được. Exactly where đưa con mà. No. Đâu có exactly được, nói vòng vòng trong cái xích đu này mà tìm không thấy thì thôi à. Nó còn đâu được mấy, được mấy. 14 rồi. Còn nữa, còn trong vòng cái xích đu này nè, cái xích đu này còn. Nhìn vòng vòng. Nhìn vòng vòng. Nhìn vòng vòng, nhìn lên. Nhìn lên. Nhìn lên. Where is it? Rồi. Có một cái đây không? Không. Còn một cái trứng rất là đặc biệt. Cái trứng bự hả? Cái trứng không bự nhưng mà cái trứng có surprise ở trong. Cái trứng mà có quà. Kind of surprise. Yeah, một cái trứng mà có sô-cô-la ở ngoài. Ăn vô trong nó sẽ có một cái cục quà ở trong. I must find that egg.
có ngoài đó đâu, vô trong, trong này nè. Có một cái đây. Đây, đây là một cái trứng ở trong cái tổ chim. Bạn Nikki đã tìm được rồi. Ok, một. Bây giờ Nikki đếm chiến lợi phẩm của Nikki nha. 3, 4, 5, 6 7, 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 là đủ hết rồi, là tổng cộng có 17 cái trứng đó. Đâu còn nữa đâu bạn, nó còn một cái nữa hết rồi. Nhìn this is my trophy. Thế nào? Dạ. Ôi ôi, cái trứng đó quá chừng bự luôn rồi. Trứng đó là trứng khủng long hay gì rồi á. Ôi ôi, cái trứng khủng long rồi. Trứng của giant. Ừ. Trứng khủng long. Rồi một hồi nữa ăn ăn trưa xong thì kia ăn tráng miệng bằng cái trứng mà có cục quà ở trong ha. Yeah. Nha, hồi nữa ăn, tại giờ chưa tới giờ ăn trưa ha. Yeah, con thắng, con thắng. Nikki thắng rồi, Nikki tìm được hết luôn 17 cái trứng luôn.